Giỡn cho làm gì cho anh. Không mời tử tới cũng thôi đi, còn xem đây là nhà của mình thiệt nữa chứ. Mộc Mộc, anh thu dọn xong hết rồi, em có muốn kiểm tra lại không? Không cần, anh cứ tự nhiên đi. Anh không phải là một người tùy tiện đâu. Đúng, anh không phải là người tùy tiện. Vậy em tùy tiện đi làm nước uống. Mộc Mộc, anh cũng muốn uống. Xem đây là nhà của mình cũng thôi đi, còn sai khiến mình y như người hầu nữa. Anh đang đùa gì chứ, còn nói làm nước cho anh uống. Đừng có mơ, tức chết đi được. Mộc Mộc, hôm nay là ngày đầu anh dọn tới đây, đây là ly nước đầu tiên em pha cho anh đó. Anh nghĩ nhiều rồi, đây là cho bản thân em thôi. Cho anh uống miếng có được không? Đây là nước dành cho phụ nữ uống. Em đừng gạt anh nữa, đâu phải anh chưa từng thấy, anh uống cũng được mà. Em đã uống rồi, anh vẫn muốn hả? Đúng đó, chính vì em đã uống rồi cho nên anh mới uống. Anh muốn tìm hiểu em nên những thứ em uống anh đều muốn thử. Muốn tìm hiểu em? Anh đang đùa hả? Anh muốn uống á, thiệp cho anh nè. Ôi, trời. Chết rồi, xin lỗi. Trời, nóng lắm hả? Xin lỗi. Anh mau cởi ra đi. Xin lỗi, trời, cởi ra. Mau cởi ra đi. Xin lỗi anh nha, đỏ hết rồi kìa. Em xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu. Xin lỗi anh. Thật xin lỗi anh. Lăn về vô, anh đúng là đồ háo sắc mà. Mà không phải em kêu anh cởi sao? Em kêu cởi thì anh cởi liền hả? Em kêu anh cởi, anh không cởi được sao? Em kêu anh về nhà sao anh không về đi? Lăn về vô, em nhìn anh 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Xem đây là nhà của mình thì thôi đi, còn sao em làm việc nữa chứ. Vừa rồi em cố tình tạt nước cho anh đó, em sẽ đền quần áo cho anh. Còn nữa, ngày mai em tìm người quăng hết đồ của anh đi. Còn anh đó, mau cút đi cho em. Cút đi. Lăn về vô, anh đâu rồi? Anh đang tắm. Trời ơi, không được, tiếp tục như vậy chắc chắn là dán đóng thuyền thật. Làm gì cho anh đi đi. Không được, bên ngoài có người. Ai hả? Hôm nay lúc anh vừa mới tới đã quan sát thấy có người săn tinh rình dưới nhà em. Em nghĩ đã khuya vậy rồi còn đuổi anh ra ngoài. Vậy tin tức trang đầu tiên ngày mai chính là cặp đôi dán đã đóng thuyền chắc chắn là thật. Chẳng phải anh có Văn Lập hay sao? Anh có thể kêu anh ấy giải quyết giùm cho anh mà. Một mong, Văn Lập cũng là người mà, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi, cậu ấy cũng phải có thời gian theo đuổi tình yêu chứ. Theo đuổi tình yêu hả? Đúng vậy. Một mong, em coi, Văn Lập cũng đã đi rồi, theo đuổi hạnh phúc thật sự rồi, có phải chúng ta cũng nên đi không? Được, coi như là anh giỏi. Em hy sinh phòng của mình cho anh, em ra phòng khách ngủ. Một một, ngủ con.
Ai cho anh vào đây? Mau không đi phải, ra. Không phải. Ê. Đi ra. Một một. Làm gì chú? Đây là cái gì? Đây là bàn chải đánh răng của anh. Vừa rồi anh dùng sữa rửa mặt của em. Vừa rồi anh muốn nói với em nhưng mà em không cho anh nói hết. Được. Coi như là anh giỏi đi. Một sản phẩm dưỡng da của em đó. Sao còn thấy nữa? Ở dưới ngăn kéo hết đó em à. Em nói cho anh biết, cái này ngày nào em cũng phải xài hết. Anh không được động vào đâu. Anh biết rồi. Tức chết đi được. Một một, em nhanh chút đi. Anh còn phải đi tắm nữa. Hình như mình còn chưa rửa mặt. Trời ơi, đúng là bị anh ta chọc tức tới hồ đồ rồi. Làm gì Châu, anh đợi đó cho em đi. Một một, anh hỏi em chuyện này. Không nghe thấy. Mật mã cửa nhà em là gì? 6 con số. 6 con số. Anh lì xì cho em, em nói cho anh nghe. 180716. Sao anh lại biết vậy? Năm 2018, vì em liên tục tham gia các sản phẩm điện ảnh của đạo diễn Ngô Cường đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Đó cũng là giải thưởng đầu tiên em nhận được có tầm ảnh hưởng cao nhất trong giới điện ảnh. 0716 chính là ngày em nhận giải. Anh sẽ không thể quên được. Lúc em nhận được giải, đứng trên bục nhận giải, cầm cúp giải thưởng nói cảm ơn. Em lúc đó quả thật tỏa sáng rực rỡ, người khác không thể nào sánh bằng. Giải thưởng đó chỉ là một giải thưởng rất là nhỏ thôi. Sao lại biết được? Không đúng nha Lăng gì chưa? Anh đã biết em từ bao lâu rồi? Một một, nói chuyện trong lúc ăn không tốt cho bao tử, đừng nói nữa. Em không ăn nữa, em phải đi rồi. Lúc nào thấy đói bụng thì uống bách di niên là được. Không phải anh Lăng Dĩ Châu sao? Sao anh ấy lại ở đây? Hình như Hạ Lâm sống ở gần đây đó. Chẳng phải trước đây họ từng lộ hình sao? Ờ, vậy họ ở chung nhà rồi. Mau lên, chụp tấm hình đăng lên mạng. Ờ, được được. Ê, thật là ngại quá. Cái này ngại quá. Cảm ơn nha. À, cảm ơn. Sao anh không chịu từ bỏ chứ? Bởi vì anh... Cắt. Được rồi, chúng ta làm lại lần nữa nha. Xin lỗi mọi người. 5 4 3 2. Tại sao anh lại không chịu từ bỏ? Bởi vì anh yêu cô ấy.
Cho dù cô ấy ở bên cạnh Mạc Diên, vậy thì đã sao? Anh yêu cô ấy đã nhiều năm như vậy. Lúc cô ấy vui vẻ, buồn bã hay là đau lòng, anh đều chứng kiến hết. Từ lần đầu cô ấy nhận giấy báo dự thi, từ lần đầu cô ấy nhận được thông báo phỏng vấn, đều là anh ở bên cạnh cô ấy. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi hắn ta xuất hiện. Hắn dựa vào cái gì hả? Hắn dựa vào cái gì? Cắt. Sở gì mà nghỉ ngơi lát đi. Nào nào, để diễn viên nghỉ ngơi lát đã. Chị, chúng ta qua đó nghỉ chút đi. Được đó. À phải, vừa rồi ở nhà gọi cho anh mấy cuộc, tôi đều không dám bắt máy. Alo, ông tìm tôi có chuyện gì? Cậu Sở, lão gia không sao, chỉ là nhớ cậu thôi. Ai nhớ nó chứ? Giọng ông già chứ còn sang sảng như vậy, coi ra không sao rồi. Tôi cúp máy trước đây, tôi còn có việc. Cậu Sở à, tuần này cậu rảnh về nhà chút đi, ăn bữa cơm với lão gia cũng tốt mà. Được rồi, để tôi coi lịch trình. Chủ tịch Lăng Dị Châu xuất hiện trước cửa nhà Hạ Lâm, trạng thái rất tốt. Anh à, vừa rồi quản gia gọi tới, nói lão gia đột ngột tái phát bệnh tim, được đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi. Xin đạo diễn cho tôi nghỉ giùm. Dạ. Trung tâm cấp cứu. Bác sĩ, bệnh tình của lão gia nhà tôi. Ủa, cậu Sở tới hả? Lão gia đang nghỉ ngơi. Bác sĩ à, đây là cậu Sở nhà tôi. Bệnh tình lão gia ra sao anh cứ nói thẳng đi. Được rồi, bệnh nhân là bởi vì lao lực quá độ đột ngột phát bệnh tim. Sau khi cấp cứu, tình hình đã biến chuyển rất tốt, nhưng bây giờ phải nằm viện để theo dõi một thời gian, tuyệt đối không thể tiếp tục lao lực nữa. Cần phải tĩnh dưỡng. Được, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Cậu Sở à, dạo trước công ty nhà mình thua lỗ nghiêm trọng, lão gia phải tăng ca mỗi ngày, gần như không được ăn ngon bữa nào. Lần trước lúc gọi điện thoại cho cậu, lão gia đã phát bệnh. Có điều uống thuốc xong thì đỡ hơn chút, nhưng mà ông ấy cũng không cho tôi nói với cậu. Ông ấy nói là dù là gắng gượng cũng phải ráng vượt qua, không thể để cho tâm huyết cả đời mình bị mất trắng. Đây không phải lần đầu đâu. Không phải ông ấy đang làm càn sao? Ông ấy tự bản thân còn trẻ à? Tâm huyết, tâm huyết. Ông ấy không còn thứ gì khác nữa sao? Cậu Sở à, nếu như nói thứ quan trọng với lão gia chính là cậu đó, giữ lại công ty này cũng chính là vì cậu. Cho dù sau này cậu không đóng phim nữa, cũng không lo cái ăn cái mặc, có cuộc sống an nhàn ổn định. Cậu Sở à, cậu vào thăm lão gia đi. Tôi đi hỏi bác sĩ xem có cần chuyện gì nữa không. Lần này biến thành lão già thật rồi. Sức khỏe của ba không hề gì, chỉ là bệnh cũ thôi. Cấp cứu rồi còn nói bệnh cũ nữa. Ba đừng tiếp tục quản mấy chuyện linh tinh đó ở công ty nữa được không vậy? Nói sao cũng là tâm huyết cả đời ba. Muốn buông bỏ nói thì dễ lắm, nhưng giờ công ty ba quá truyền thống, quá cổ hủ. Bây giờ còn đóng phim cũng kiếm được tiền, sẽ không khiến ba sau này già rồi không có tiền xài đâu. Ba có tiền không cần con nuôi. Hình như trước đây
con cũng đã từng nói câu này. Cái thằng này, trở về đi, ba già rồi. Ba biết năm xưa con giận hờn ba mới đi làm diễn viên, nhưng con không thể trốn tránh cả đời. Sức khỏe của ba cũng không như trước nữa. Sắp tới công ty sẽ từ từ thu nhỏ quy mô, không mong kiếm tiền gì nữa, chỉ cần yên ổn vượt qua là được. Con cứ đi làm việc mà con muốn làm đi. Ít ra đời này ba con được làm việc mình muốn làm rồi. Tuy có lẽ sau cũng sẽ bị mất hết tất cả, nhưng tốt xấu gì ba cũng làm rồi, cũng từng thành công. Con là con trai ba, con không thể vô tích sự như vậy, tiếp tục trốn tránh sống không mục đích. Sau này Hạ Lâm nó đóng dịu loại phim này một chút đi. Được, tôi biết là rồi. Là nghệ sĩ của mình á, thì nên chú ý chút mới được chứ. Được. Dạ. Được. Dạ. Trả mọi người quần áo nè, hôm nay vất vả rồi. Nên vậy mà, mọi người cũng vậy, vất vả rồi. À đúng rồi, hôm nay nam chính đó đeo cà vạt hiệu gì vậy? Tôi thấy rất là đẹp. Sau khi sống chung nhà bắt đầu thể hiện thiên chức người vợ rồi. Lát nữa tôi gửi địa chỉ cửa hàng cho cô, cô có thể trực tiếp xem hàng. Được. Cảm ơn cô nha. Tôi đi đây lát. Vậy tôi qua đó trước. Túi của cô. Cảm ơn. Chị Giang, chuyện này là sao? Chuyện xảy ra đột ngột. À không, cô Hà, sếp uống sai rồi, thật ngại quá. Có thể phiền cô tới đây một chuyến không vậy? Chị Giang à, bây giờ em có việc rất là gấp, vậy nhờ chị giải quyết giúp em nha. Lần sau em về tới với chị. Em đi trước nha. Em đi đâu? Em phải đi trước đi. Người đâu? Alo, trợ lý Giang à, tôi tới rồi. Hai người đang ở đâu? Sao không thấy ai hết? Sếp ơi, sếp không sao chứ? Sếp, anh án sao rồi? Sao uống sai vậy? Lần này nguy cơ của công ty được giải quyết rất thuận lợi. Sếp và cổ đồng thành vui quá, nên uống hơi nhiều. Nhìn kìa, đó là một tòa nhà. Đúng, đó là một tòa nhà. Được rồi, giao nấy cho tôi đi. Anh đừng quản nữa. Đó là một ngọn đèn. Đúng, anh mau về đi. Vậy tôi đưa cổ đồng thành về. Mau về đi. Cẩn thận. Nè. Cẩn thận. Anh không sao chứ? Anh không sao. Hả? Không sao chứ? Anh không sao. Ôi, cẩn thận. Sao mà uống nhiều quá vậy nè? Ê, cẩn thận. Từ thôi. Cẩn thận đó. Em giúp anh nha. Em giúp anh. Được rồi. Không phải chúng ta về nhà sao? Đúng rồi, chúng ta về nhà. Bây giờ chúng ta về nhà. Hả? Sao vậy? Vu là quân đâu? Hả? Anh hỏi em là có thấy vô lăng của anh đau không? Vô lăng của anh đâu hả? Anh phải lái xe về, dù sao cũng phải có vô lăng chứ, đúng không? Vô lăng của anh ở phía trước kìa, anh đưa tay ra là giới tới. Anh nhìn thấy chưa? Đúng rồi đó. Đúng rồi, ở phía trước anh nè, đó nó Anh giữ chặt nó nha, là có thể lái rồi. Anh biết lái xe. Tạm biệt, anh đi trước nha. Tạm biệt, đi đường cẩn thận. Ừ.
sao em đứng trước nhà anh vậy? Em chuyện là... Đừng nói nữa, không sao. Lên xe, anh chở em về nhà ha. Được, lên xe ha, lên xe. Để em giúp cho anh. Được rồi. Ngồi im. Trời ơi, uống nhiều như vậy. Làm gì Châu ạ? Chúng ta tới nhà rồi. Đi. Ôi trời. Đi. Sao anh uống nhiều quá vậy nè? Ây da, cẩn thận. Cẩn thận đó. Cẩn thận. Thì ra là sự thật. Cẩn thận. Cẩn thận. Mệt chết mình rồi. Sao anh nặng quá vậy? Uống sai tới như vậy. Khó chịu rồi hả? Thiệt tình à. Uống nhiều rượu vậy. Đúng là đáng đời mà. Lật người lại. Anh nặng muốn chết luôn à. Bên đây. Qua đây. Mệt chết đi được. Làm gì Châu, anh đang làm gì vậy? Gì vậy một mộng? Em nói cho anh biết, anh đã uống say rồi. Em sợ mình không kiềm chế được đó. Coi chừng em sàm sỡ anh. Nói tới chuyện này anh liền tỉnh táo à? Anh tỉnh rồi hả? Chưa tỉnh. Sếp ơi, tối qua chủ tịch sở đột ngột phát bệnh tim, được đưa tới bệnh viện. Bây giờ không còn có gì đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thêm. Bác trai, bây giờ tinh thần của bác sao rồi? Ông già,
đem cơm đây nè. Lão Lăng, sao anh lại ở đây? Tôi tới thăm bác trai, xem bác đỡ hơn chưa. Thấy bác không sao tôi yên tâm rồi. Mau trở về đi, mới sáng đã tới rồi, chắc công ty còn một đống việc. Mau giải quyết chuyện của mình đi. Bác trai, vậy con xin phép về trước. Con về báo với bà nội sao? Về lừa lời nói với bà nội con, nói bà đừng lo ha. Dạ. Bác xuất viện sẽ đi thăm bà. Dạ. Vậy bác nghỉ ngơi cho khỏe, con đi nghe. Ông già, để con tiện ở nấy. À, chuyện của công ty ba anh tôi đã nghe rồi, có chuyện gì tôi có thể giúp được không? Không cần đâu, tôi sẽ về công ty phụ ba. Anh không đóng phim nữa à? Ừ, tôi đang tính sau khi đóng xong bộ phim này sẽ nghỉ luôn. Từ bỏ sớm vậy sao? Không giống phong cách của anh. Cũng không phải từ bỏ, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy người thân bên cạnh mình bởi vì bị bệnh, thậm chí là qua đời. Phát hiện bản thân không thể ở bên họ. Nè, anh tuyệt đối đừng an ủi tôi nha. Tôi đấu dông dài nhiều năm như vậy rồi, chỉ là đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Với lại gần đây tôi phát hiện mình không thích đóng phim gì nữa đâu. Tiện thể đổi nghề thử coi sao. Tôi cứ tưởng là anh thích đóng phim chứ. Cũng tạm thôi mà. Anh còn nhớ lúc chúng ta biết nhau, tôi rất thích nhiếp ảnh không? Muốn làm một nhiếp ảnh gia. Trời xui đất khiến trở thành diễn viên. Phát hiện bản thân cũng rất có năng khiếu, đã liên tục đóng tới giờ thôi. Nếu nói như vậy thì anh có nghĩ kết hợp đóng phim và nhiếp ảnh vào việc kinh doanh của công ty xem như thế nào không? Không phải chứ, mới đó đã có ý tưởng rồi sao? Ờ, có nghĩa là anh cứ tiếp quản công ty trước, làm quen trước, xem có chỗ nào phù hợp không. Có gì cứ nói thẳng, tôi nhất định giúp anh. Được rồi, tôi sẽ coi thử. Cũng không tới nỗi lâm vào đường cùng đâu. Hơn nữa ông già cũng nói rồi, nếu không được, một già một trẻ chúng tôi vẫn còn có chỗ ở mà. À phải rồi. Hôm qua ở dưới nhà của Hạ Lâm, tôi có nhìn thấy hai người. Lăng Dị Châu, Hạ Lâm là một cô gái tốt. Từ lúc cô ấy bắt đầu diễn xuất, đã cố gắng nỗ lực cho tới tận bây giờ. Tôi vẫn chưa thổ lộ với cô ấy. Nguyên nhân là vì tôi không biết cảm giác của tôi đối với cô ấy thật ra là bạn bè hay là người yêu, hay là chỉ là bạn hợp tác. Nhưng mà cho dù thế nào, từ trước tới nay tôi đều lặng lẽ bảo vệ cô ấy với thân phận là một người bạn. Nhưng một mộc cũng không phải đóa hoa trong tủ kính. Dù thế nào đi nữa, Sở Diêm, tôi rất muốn cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh vì từ trước tới nay luôn tình nguyện bên cạnh bảo vệ cho cô ấy. Anh cũng đừng đắc ý quá. Tôi nói anh biết nha, nếu anh không tốt đối với cô ấy hả, vậy thì tôi sẽ... Anh sẽ làm gì? Tôi nói anh biết, tôi sẽ không cho anh chút cơ hội nào. Đừng hòng thưa nước đục thả câu. Nè, thí dụ như là lúc đóng phim, tôi có thể đóng vai ba, cô ấy là vai mẹ. Vậy sao? Tôi muốn đóng con chúng tôi. Mục Mục, anh có việc ra ngoài một chuyến, tối nay ăn chung. Tối qua em vất vả rồi. Làm gì cho cuộc sống chung nhà thế nào rồi? Chuyện xảy ra đột ngột, vô cùng thê thảm. B-
Bữa nay có rảnh không? Ra ngoài để đại nhân đây an uống chút đi. Dạ được đại nhân. À phải rồi, tiện thể mình muốn hỏi cậu chút chuyện. Đã lâu không chần động đổ mồ hôi, bà đây vẫn là máu đau không dị. Anh sắp tan ca rồi, em ở đâu? Có cần anh tới đón em không? Không cần đâu, em và Mộc Mộc đang ở ngoài chơi. Winnie, chính là mấy điểm tôi vừa nói, sửa lại một chút là được. Dạ được, chủ tịch Lâm. Sếp Lâm, cô có thể đi rồi. Sếp nói là cô có thể đi rồi. Trang Lập, tới nhà tôi lấy ít đồ đem qua chỗ Mộc Mộc giùm tôi. Được. Còn không đi? Đi. Có chuyện gì sao? Cô Hạ và Giả Phi, có lẽ họ không ở nhà. Tôi đi. Đi đâu? Tập gym. Văn Lập nói với cậu hả? Quần chúng nhân dân nói cho mình biết đó. Nói đi, cậu nghĩ ra sao? Sếp Lan thích cậu rất rõ ràng rồi. Nhưng mà đừng có nhân nhị nữa. Cậu tự coi đi, biểu cảm của boss cười tươi như hoa. Sếp Lan thích cậu, xem như chuyện này đã xác nhận rồi. Bây giờ quan trọng là cậu nghĩ thế nào thôi. Mình cũng không biết nữa. Hạ Lâm à, cậu nghĩ coi, theo kinh nghiệm của biên kịch đại nhân này thì cậu cũng đã thích rồi, khỏi cần chối cãi. Hả? Hả gì chứ? Bây giờ cậu khó thoát khỏi lòng bàn tay của sếp Lăng rồi, chắc chắn luôn. Gần đây mình đang nghiên cứu tình yêu chị em, chuẩn bị viết kịch bản về tình yêu chị em. Nam chính là kiểu chàng trai dễ thương, cơ bắp cuồn cuộn, cực kỳ gợi cảm luôn. Vừa đúng lúc nhân cơ hội này còn có thể nghiên cứu thử. Sao mình lại cảm thấy thu thập tài liệu chỉ là cái cớ thôi? Chị Châu, sao anh lại tới đây? Anh không thể tới sao? Ý em là sao anh biết em ở đây hả? Văn Lập nói cậu ấy lo cho an toàn của cô Giả, tiện thể anh qua đây đón em về. Phải,
Tôi chỉ lo lắng cho cô Dạ và chị Lăng, hai người đi về buổi tối không an toàn. Cậu nói coi, bây giờ đám đàn ông sao bụng dạ đều hẹp hòi vậy chứ, không có chút tình tưởng cơ bản nào hết. Sau này làm sao mình dám tới phòng tập gym nữa? Tôi chỉ huấn luyện một mình Mộc Mộc thôi mà. Dựa vào đâu mà anh quyết định chứ? Vì em là vợ anh. Em mặc kệ, hai người làm huấn luyện viên thể hình bỏ đi rồi, khiến chúng tôi không thể nào xem trai cơ bắp nữa, cho nên hai anh phải đền cho chúng tôi. Em tới đây để xem trai cơ bắp sao? Đúng đó, em thích xem trai cơ bắp mồ hôi nhễ nhại.